Và bây giờ là câu đầu tiên. Chỉ nào không dùng để may quần áo? Chỉ nhà khoa. Chỉ nhà khoa lên. Dạ. Đó, SD đó anh ơi. SD đó thông minh lắm. Câu số 2. Chỉ nào mà ai cũng thích và muốn có? Chỉ tay. Thí dụ nếu mà không có chỉ tay là người đó bị tật. Cho nên là ai cũng muốn có, người ta không muốn bị tật anh ơi. Giải thích liền không luôn. Chính xác. Chỉ vàng hả? Đúng rồi. Yeah. Chỉ vàng muốn có, chỉ tay là chắc chắn phải có rồi. Cá nào biết bay? Cá nào biết bay hả? Cá... cá chuồn chuồn. Chuồn chuồn. Không chính xác. Không có con cá nào cá chuồn chuồn, chỉ có con cá chuồn thôi. Cá chuồn. Đúng rồi. Cá chuồn cái vây đó, kết với cái thân này có một cái vây trái màu xanh xanh á, mà ở trên biển nhiều khi người ta đi tàu có nó bay theo cái ánh sáng á. Người ta nói là dư còn hơn thiếu mà. Con cá chuồn chứ lại có con cá chuồn chuồn. Dạ. Em sai rồi, xin lỗi anh. Loài heo nào mà không có cả thịt lẫn mỡ? Heo nào không có cả thịt lẫn mỡ? Heo đực. Đúng rồi. Lên. Dễ không? Dễ. Quá dễ cái gì ơi. Lần này dễ đó. Heo nào có cả thịt lẫn mỡ? Con heo bình thường á. Con heo bình thường là heo gì? Con heo mà con heo thật á. Heo thật, heo ăn thịt đó, đúng không? Dạ. Lên. Bông nào biết nói? Anh tính trả lời là bông hậu á. Bông hậu là hoa hậu, không biết trả lời vậy được không? Ai biết thì trả lời đi mới biết chứ. Trả lời bông hậu đại đi. Lên. Đúng mà. Thưa quý vị, là hoa hậu á, là cái gọi là cái danh xưng khi mà đoạt giải. Nhưng mà cái chữ bông hậu là dân gian người ta hay dùng lắm. Dạ dạ dạ. Đó, dân giả thôi, mình dạ. Dân giả mà. Bán cái gì chỉ cần bốn bên đại diện? Bốn bên đại diện bán cái gì? Bán kết. Lên. Wow. Trời hay quá. Vì vào bán kết thì sẽ có hai trận, mà hai trận là sẽ có bốn đội. Đơn giản vậy thôi. Hay quá. Khi nhắc đến cối xay gió, người ta thường nghĩ đến đất nước nào? Hà Lan. Lên. Trời ơi. Với con người, thời điểm tốt nhất để đi ngủ là khi nào? Muốn ngủ lúc nào cũng được, nhưng mà nếu mà tốt nhất thì sẽ là lúc buồn ngủ. Lên. Yeah. Hay quá. Đúng rồi, buồn ngủ là mình nên ngủ để cơ thể lấy lại năng lượng, không cần phải gồng gánh. Lên luôn anh ơi. Đã thông minh còn đẹp trai nữa. Còn hai nữa, còn hai nước nữa. Biển nào nhỏ nhất? Biển báo. Không chính xác. Vì sẽ có cái biển nhỏ hơn biển báo. Biển số xe à? Biển số xe, biển số à. Nhà. Biển báo nó to hơn chứ. Biển số nhà là nhỏ nhất. Nhiều khi vô trong hẻm quận 4 á, có biển số nhà nhiều khi nhỏ hơn cái bàn tay mình luôn. Vật dụng gì đặc trưng của dân tộc Thái được đưa vào bài hát? Vật dụng gì hả? Dân tộc Thái. Chắc là cái chuông á. Không chính xác. Chiếc khăn phiêu. Tết hết giờ. Hai phút đã trôi qua một cách nhanh chóng. ST Sơn Thạch đã mang về 6 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Yeah.